Đây chính là những con vịt trời. Những con vịt trời này trông giống rất giống con vịt thông thường. Rất giống con vịt nhà. Nó có thể bay với độ cao rất là lớn và bay rất là xa. Bay từ bang này sang bang khác. Mùa đông ở bên Massachusetts đang dần trôi qua. Mùa hè đang tới. Báo hiệu. Đang di cư quay trở lại phương Bắc. Hey guy, come here. Hey. Rồi tay cầm cái gì đấy nó sẽ đến. Really? Sorry, I just kidding you. Bạn khác đang bay đi vãn rồi đó. Bye bye hai chú vịt thân thương nào. Bye bye. Bye bye. Để ra mình phải mang cái gì? À em có cái này rồi, không biết nó có ăn được không ta. Chờ giúp em cho nó ăn với. Nghe thấy soạt soạt là nó đến. À, quay nhá. Đấy, nó bóc. Những con vịt này hiện tại khi mà nó mình thấy nó bóc là nó đã thấy thích rồi. Đúng không? Như bóc quà ấy. Thật mà. Dừ thế chứ. À, à đâu có. Ăn được cái nhở? À, đau tay quá. Không được cho nó ăn đâu. Cho là anh bị phạm pháp. Yeah. Bất không sao được, chắc nó cũng quen đấy. Cho mọi người kia đi. Cho động vật hoang dã ăn mà cũng bị lén lút. Thích nhỉ. Vịt nhà mình đấy các bạn ạ. Vịt nhà. Bán với giá chưa nhỉ? Xong rồi đi. Nhà mình mới nuôi được mấy con vịt. Và chụp ảnh cho anh. Ok, em đang quay. Quay được không? Hay phải chụp. Ui nó bay kìa. Bay đi đấy. Nó bay đi rồi. Đợi xong muốn cho nó ăn không? Giấu đi. Không cho nó ăn mớm cho nó hả? Nó mổ đau tay lắm. Đau tay lắm mẹ mẹ em không biết à. Con này chậm quá. Yeah. Wow. Lôi cả mấy con ngỗng to kia đến đây này. Con ngỗng kia mà nó mổ thì cứ gọi là thôi vứt hết ra nó đi. Con ngỗng này to em sợ quá. Sao mà sợ? Con chị ở con kia nó lạc loài ở tận đâu kìa.
sờ cái. Yêu thế. Bye bye những chú vịt nào. Bye bye những chú vịt thân thương nhé. Mình là sôi động cả cái chỗ này. Thương kia là cắn nhau, đánh nhau kìa. Đâu, đâu, đâu. Ôi, yeah. Cái cận cảnh hay. Đang chọn chọn nhau. Đang tranh nhau vậy. Trời ơi, con ngỗng này to ghê á. Ui, hai con kia đang... Trời ơi, cái ngỗng này to ghê á. Ngỗng ăn cái gì vậy? Mới được cái gì? Nó bay đi mất rồi. Bye bye nha.